Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin dư luận nói gì về việc ông Phúc về hưu. Có rất nhiều luồng ý kiến về việc ông Phúc buộc phải về hưu trước Tết âm lịch cổ truyền. Luồng đông đảo nhất hiện nay cảm thấy hài lòng và việc có người mang cương vị cao như ông Phúc đã phải chịu trách nhiệm về vụ Việt Á. Nhưng cũng có nhiều ý kiến rằng vai trò ông Tổng Bí Thư ở đâu trong vụ việc này. Trong số luồng ý kiến không hài lòng về việc bãi nhiệm ông Phúc, có người đã nêu ra ý kiến như vậy. Chẳng hạn như cựu nhà báo Hồ Thu Hồng, bà Hồng viết trên trang Facebook cá nhân, cảm nghĩ của bà về ông Phúc. Bà cho rằng ông Phúc là người chu đáo, tình cảm và điều hành chính phủ đoàn kết. Bà Hồng cho rằng bắt ông Phúc chịu trách nhiệm chính trị về vụ Việt Á giải cứu là có gì đó sai sai. Đây là hình ảnh status trên trang Facebook cá nhân của cựu nhà báo Hồ Thu Hồng. Có lẽ bà Hồng muốn nói, nếu nói về trách nhiệm chính trị thì người phải chịu trách nhiệm không phải là ông Phúc mà là ai đó. Bà không nói ra nhưng ai cũng hiểu đó là ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, người mang trách nhiệm chính trị lớn nhất của đất nước hiện nay. Trong một status viết trên Facebook trước đó, bà Hồng đặt câu hỏi 200 ủy viên Trung ương Đảng giơ tay đồng ý bãi nhiệm các ông Minh, Đàm, Phúc ở đâu khi dịch bệnh hoành hành, khi mà nhân dân trong cơn điêu linh, khốn khổ. Bà Hồng không nhắc đến giá tiền đội gấp mấy lần của kit do Việt Á sản xuất hay giá tiền vé máy bay. Rất khéo léo, bà đưa hình ảnh người dân điêu linh khốn khổ để người đọc hình dung rằng trong thời điểm ấy, việc chống dịch do ba ông kia đảm đương là công việc khó khăn chưa từng có, chưa từng gặp phải, không ai có kinh nghiệm cả, chỉ dựa vào sự hăng hái, quyết tâm, dám làm mà cuối cùng phải chịu bị các đồng chí của mình thi hành kỷ luật. Kết luận của bà định hướng người đọc sẽ rất đúng nếu như không có chuyện nâng giá tiền cao khủng khiếp để moi của dân chia nhau. Bà nhấn mạnh một cách ai oán rằng 200 con người kia, 17 con người này chỉ là một và lỗi tại nhân dân. Một là bà viết hoa ở đây, đương nhiên là Tổng Bí Thư Trọng, một kẻ độc tài mà bà muốn nói khi quy kết lỗi cho nhân dân khi bà đặt ra câu hỏi rằng bao giờ người Việt biết dành về cho mình quyền lựa chọn đặt để những cá nhân xứng đáng vào vị trí lãnh đạo quốc gia đây. Bao giờ người Việt không chấp nhận một hệ thống toàn khăng khăng làm thay nhân dân và tạo ra hết chuyện quái đản này tới chuyện quái đản khác. Đây là hình ảnh status của ông Lê Dũng được bà Hồng chia sẻ về trang cá nhân. Hai câu hỏi của bà Hồng đều hướng về việc chỉ trích chế độ độc tài, người dân không có quyền lựa chọn cá nhân lãnh đạo quốc gia. Chưa đủ, nhà báo Hồng này còn chia sẻ trên trang Facebook của một người có tên là Lê Dũng về trang Facebook của mình để chứng minh thêm về ý kiến bất mãn của mình đối với ông Tổng Bí Thư. Facebook Lê Dũng có viết một bài về nhà vua Tự Đức để ám chỉ ông Trọng chỉ là loại phường khoe chữ. Loại ấy nhiều mà chả làm được gì cả. Đã thế lại còn lưu manh, chọn người kế nhiệm rồi lại vu vạ cho người ta. Đang lấy vua Tự Đức ra bóng gió, xa xôi, không kìm nổi bất mãn, Lê Dũng đưa luôn ông Phúc vào trong bài để mọi người hiểu rõ ràng hơn. Lê Dũng cho rằng việc bãi nhiệm ông Phúc cho thấy nền tảng phép tắc quốc gia quá bèo bọt, quân hồi vô phẻng. Cựu nhà báo thuộc báo Thanh Niên Nguyễn Kim Sánh, bút danh là Hoàng Hải Vân, sau bài thuật đế vương vạch ra cái đa nghi nham hiểm của ông Trọng. Chỉ lo người ta cướp ngôi, khiến bầy tôi phải phạm lỗi để vua nắm thóp. Vì nếu trong sạch quá thì bị nghi là mưu đồ làm phản, tạo uy tín. Ở bài sau thì nói chuyện ông Phúc về hưu, Sánh còn táo bạo hơn là đòi trách nhiệm của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Đây là hình ảnh status của nhà báo Hoàng Hải Vân. Ở đây chắc chắn ý ông Sánh muốn nói đến trách nhiệm của ông Trọng có việc nhắc lại lời ông Trọng là không có vùng cấm. Sánh ngầm đòi hỏi Ban chấp hành Trung ương xem xét trách nhiệm của ông Trọng, cho rằng Phó Thủ tướng và Bộ trưởng là cấp mà ông Phúc không có quyền bổ nhiệm hay cách chức. Nhưng ông Phúc đã dũng cảm mở ra tiền lệ, nhận trách nhiệm rồi. Vậy thì tiếp tiền lệ ấy, Ban chấp hành Trung ương cũng nên xem xét trách nhiệm của ông Trọng để bãi nhiệm ông ta. Ý của nhà báo Hoàng Hải Vân rõ ràng muốn hướng dư luận tới mục tiêu ấy. Thu Hồng, Hoàng Hải Vân là những người có hình ảnh và có ảnh hưởng trong dư luận. Nếu bỏ qua góc độ bênh phe phái của họ, cũng chẳng nói rằng những gì họ nói về vai trò ông Trọng qua việc phế truất ông Phúc là một vấn đề đáng quan tâm. Chẳng hạn về việc năng lực, trách nhiệm của ông Trọng, về việc bầu cử, việc thiết lập thể chế minh bạch. Ai cũng biết, cả Thu Hồng lẫn Hoàng Hải Vân bây giờ hoặc trước kia đều có thế lực chống lưng phía sau.
nếu phát ngôn của họ với ông Trọng là do cá nhân họ tự nghĩ, thì họ là con người khá có dũng cảm. Thông thường, khi người của phe mình về là lớp bồi bút lâu nhâu im lặng, chờ Minh Chủ mới lên tiếng để phỏ theo. Những người còn cay cú đến mức mạt sát, kích động chống lại ông Trọng và có lời bao biện thanh minh cho ông Phúc, thực sự không có nhiều. Đánh giá về mặt nghĩa khí, họ là những người đáng khen. Còn nếu phát ngôn của họ là được hậu thuẫn bởi các thế lực đứng sau, chúng ta hy vọng chờ đón một làn sóng hạch tội Nguyễn Phú Trọng trong thời gian tới đây có lẽ sẽ phải chịu trách nhiệm. Một cuộc chiến chắc chắn sẽ mang đầy gay cấn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài bình luận của Người Buôn Gió, tức là Bùi Thanh Hiếu, với phần trình bày của Lê Trung Khoa, Thời báo.de. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ông già viện bục chúc Tết, hình ảnh quốc gia lạc lìa lạc lõi. Đất nước Việt Nam bị cai trị bởi một đảng độc tài đã là bất hạnh. Trong đảng độc tài ấy lại có một tư tưởng độc hại dẫn dắt. Cái đảng độc hại ấy là do một ông già sức tàn lực kiệt chi phối toàn bộ. Đây là hình ảnh chân thật nhất về đất nước Việt Nam hiện nay. Đất nước nghèo khổ mà tham nhũng thì có lẽ cả thế giới phải chảo thua. Tại các nước phương Tây, lãnh đạo của họ chỉ cần nhận món quà vài ngàn đô mà không khai báo thì bị quy vào tội tham nhũng. Còn Việt Nam, họ ăn hàng trăm tỷ là ăn vặt, ăn ngàn tỷ là bình thường, thì quốc gia này đúng là không bình thường chút nào. Đây là hình ảnh ông già 80 tuổi, viện bục chúc Tết đầu năm. Cuối năm Nhâm Dần, ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã bị hạ đò ván, hất ra khỏi chính trường. Biểu tượng nguyên thủ quốc gia bị khuyết, nội bộ đấu đá nhau hai ngày liền không phân định ai thay ghế, nên đành để bỏ ghế trống. Như vậy, Tết Nguyên đán 2023, Việt Nam khuyết Chủ tịch nước. Và vấn đề là ai sẽ thay ông Nguyễn Xuân Phúc đọc diễn văn chúc Tết đêm giao thừa, tưởng được cộng đồng mạng bàn tán xôn xao. Cuối cùng, vào thời khắc giao thừa, thật bất ngờ, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lại xuất hiện và đọc diễn văn chúc Tết, đã gạt bà Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân sang một bên, biết rằng Chủ tịch nước chỉ là một chức hữu danh vô thực, chỉ là bình hoa trang trí cho bộ máy của Đảng Cộng sản tại Việt Nam. Tuy nhiên, là người đứng đầu của Đảng, ông Nguyễn Phú Trọng cần tôn trọng luật chơi, dù biết rằng ông là người làm chủ cuộc chơi. Hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng chúc Tết đêm giao thừa có 3 điểm đáng phải nói ở đây. Đây là hình ảnh bà Võ Thị Ánh Xuân đã bị tiếm quyền. Thứ nhất là ông Nguyễn Phú Trọng đã tiếm quyền của Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Người Việt Nam rất xem trọng những hành động đầu tiên của năm mới và xem đó như điểm báo cho cả năm vậy. Hình ảnh tiếm quyền thường đi đối với hành động và có lẽ sang năm Quý Mão sẽ là sự lộng quyền vô đối của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam. Khả năng này có đến 99% có thể xảy ra vì suốt năm Nhâm Dần, ông Nguyễn Phú Trọng đã tự xem ông như một mình một chợ ở đấu trường chính trị thượng tầng. Với sức mạnh có được từ sau chuyến thăm Tập Cảnh Bình, ông Nguyễn Phú Trọng có thể sẽ còn lộng hành hơn nữa. Thứ nhì, đây là hành động trọng nam khinh nữ. Tại sao không để một phụ nữ như bà Võ Thị Ánh Xuân đọc diễn văn chúc Tết? Bà là một lãnh đạo đảng trẻ tuổi, bà phát biểu có phải tạo ấn tượng tốt hơn hay không so với ông già là 80 tuổi thở không ra hơi như ông Nguyễn Phú Trọng khi đọc diễn văn chúc Tết? Và điều đáng nói là bà Võ Thị Ánh Xuân ở cương vị phải nói lời chúc Tết với quốc dân, chứ không phải ông Tổng Bí thư Đảng. Ông Nguyễn Phú Trọng chỉ là người đứng đầu một đảng, có phải đứng đầu một nhà nước đâu mà chúc Tết người dân. Thứ ba, đấy là hình ảnh ông già sắp xuống lỗ, đại diện cho quốc gia. Nhìn bước đi lắc lư của ông, không biết đất nước này sẽ bị ông lôi về đâu. Đầu năm, đầu niên của một ông già đứng viện bục, nói không ra hơi, chúc Tết toàn dân. Đây thực sự là hình ảnh không đẹp chút nào. Hiện nay có vẻ như sức khỏe, tinh thần của ông khá ổn và vấn đề chỉ nằm ở thể chất mà thôi. Thực ra một khi sức khỏe, thể chất mà cạn thì tinh thần cũng suy kiệt theo, chứ không thể minh mẫn mãi cho được. Đây là hình ảnh năm Quý Mão hứa hẹn chính trường đầy biến động. Việt Nam được thông báo là tăng trưởng khủng năm 2022, tuy nhiên những gì mà người dân được hưởng từ nền kinh tế hoàn toàn ngược lại. Con số không nói lên sự thật, mà chỉ có người dân trải nghiệm cuộc sống thật tại Việt Nam mới nếm hết cháy đắng do kinh tế, thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tồi tệ mang lại cho họ. Bỏ qua con số tăng trưởng,
đào sâu nguyên nhân thì một nguyên nhân cho biết rằng kinh tế Việt Nam tồi tệ là do quản lý tồi và thượng tầng chỉ lo đấu đá lẫn nhau. Các quan chức dính chàm thì sợ không dám làm, bởi làm sai họ biết họ không có năng lực quản lý, chỉ giỏi moi móc tài sản của nhân dân và tài sản quốc gia nhằm biện thủ cho mình. Với bộ máy đó thì đời sống dân sinh sẽ có cơ cực chứ làm gì có khấm khá lên nổi. Cuộc sống người dân sẽ khó thoát cảnh khó khăn như những năm vừa qua. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin Ông già viện bục chúc Tết, hình ảnh quốc gia lạc lìa lạc lõi. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.